Chào các bạn. Hôm nay mình celebrate là ăn mừng được trên 10.000 người subscribers. Yeah! Nhớ hôm nào mình được 1.000 subscriber mình mừng quá trời mừng luôn. Rồi mình làm một cái cảm ơn video cảm ơn các bạn. Rồi cái không bao lâu thì cũng được tới 5.000 người. Vài tháng sau bây giờ mình như là cũng được 8 tháng được 10.000 subscriber là mình không tưởng tượng được các bạn. Tại vì cái channel này của mình làm lúc đầu mình chỉ nghĩ là chia sẻ video trong gia đình thôi. Xong rồi là cái hứng thấy muốn làm video chia sẻ về hình ảnh, chụp hình gì đó là cái sở thích của mình phải không? Rồi mình cũng khám phá, mình không biết cái viewer của mình là những người ở đâu. Thì mình nói tiếng Anh, rồi tiếng Việt. Rồi cuối cùng thì mình cũng quyết định là cái channel này là về cuộc sống ngày hàng ngày của mình. Mình chia sẻ có lúc vui, lúc buồn, có lúc chán, lúc coi không ra gì hết. Lúc mình đi chơi thì mình cũng chia sẻ, cái lúc không có gì hết thì mình nhớ lại cái ký ức gì đó vui vui, mình ngồi mình kể chuyện. Nhưng mà không ngờ thì có rất nhiều bạn ủng hộ, mình rất là appreciate, là cũng như là mình rất là thấy cảm ơn, rất là nhiều lúc mình cũng không biết nói làm sao để mình diễn tả cái mà mình đang suy nghĩ lại sao mình chỉ là một người sống ở bên nước Mỹ đã qua bao lâu rồi, thì cũng đời thì bình thường rất là chán, mỗi ngày chở con đi học lo cho con thôi. Mình thì làm việc đỉnh trên line kiếm tiền vậy đó, tại vì mình cũng đã nghỉ việc làm rồi, chính thức ở ngoài rồi, không có làm công ty nữa thì cũng đâu có cái gì hay ho đâu mà người ta coi dữ. Thì nói đúng ra thì mình làm theo cái vlog là cái nhật ký mỗi ngày của mình vậy đó. Thì có vui có buồn cái gì cũng chia sẻ có lúc, nhưng mà mình kỹ thuật về quay clip, về video thì mình cũng đang học từ từ rồi, mình làm cho nó tốt. Thì không ngờ đến một lúc đó thì YouTube nó có cái thu nhập cho mình. Không được bao nhiêu đâu các bạn, đừng có nghĩ là sẽ làm giàu nha. Tại vì nói trung bình là khoảng 10.000 view á, thì khoảng được chừng sắp xí chừng 10 đồng. Nhưng mà mỗi tháng mình coi đâu có được bao nhiêu người. Nhưng mà cũng tùy vùng nữa, vùng như Việt Nam thì ít hơn. Vậy đó. Bên Mỹ thì tại nó có nhiều quảng cáo trả tiền, cho nên nếu như mà viewer ở bên Mỹ thì được thu nhập tốt hơn. Mà tóm lại thì mình nói là những cái thu nhập của cái YouTube này mình đã bỏ vô lại cho mua những cái dụng cụ về máy móc này lại hết rồi. Nhưng mà là cũng thành một cái sở thích của mình vậy đó. Thì hôm nay được 10.000 người, mình rất là hân hạnh và rất là tự hào là cái kênh của mình đã được đến như vậy. Mình thấy được 1.000 người rất là khó, tại vì mình làm đầu thì mới cũng chẳng biết làm gì đó. Rồi đến 10.000 thì cũng khó, nhưng mà cũng đâu có đến nỗi khó bằng lúc đầu. Không phải khó đó mà lâu á, phải là mình nói cũng như là lâu lắc á. Tại vì không có nhiều người thì YouTube nó không có đưa vô trong những cái recommended video cho người ta coi, phải không? Thì đến 10.000 thì mình thấy nó dễ hơn là 1.000 đầu, 1.000 viewer đầu đó các bạn. Còn nói đến 100.000 mà được cái nút bạc thì mình không có nghĩ tới, nghĩa là mình cứ làm video người ta thích, người ta subscriber ủng hộ mình thì vào subscribe. Mình không có lên đây mà xin xỏ khuyên tiền gì hết á, mình chỉ
chia sẻ vậy thôi. Rồi những người nào mà thích ủng hộ thì đừng có bấm skip của quảng cáo, ít nhất coi cũng 1-2 phút thì đó, hãy bấm skip. Có nhiều quảng cáo nó rất là lâu, ví dụ như 15 phút, nhiều cái 5 phút rồi vậy đó, thì các bạn không có cần phải coi hết như vậy đâu. Các bạn coi chừng 1-2 phút gì đó là ủng hộ mình đủ rồi, là cứ click off thì là không cần coi hết, tại vì mình đâu có cần nhiều, nó trả nhiều đâu, chỉ ủng hộ chút đỉnh thôi là mình vui rồi. Yeah. Các bạn nào mà mới lên biết được cái kênh của mình thì nên subscribe với lại click cái bell á, cái chuông á, là để mà khi nào mình có cái video mới mình nó sẽ báo cho các bạn để mà các bạn lên xem. Rồi mình muốn nói bao nhiêu đây để mà mình cảm ơn các bạn. Mình thật là thật sự cảm ơn và thật sự là biết ơn các những các bạn đã ủng hộ hàng ngày. Có nhiều bạn rất là thân thiện và rất là điều hòa, mỗi ngày nào cũng lên là chào hỏi và comment thì mình cũng rất là cố gắng để mình đọc hết thì rất đọc nghe hết, nhưng mà comment có lúc mình không có thì giờ mình comment lại thì các bạn nên thông cảm cho mình nếu như mình sơ sót và mình không có trả lời lại, như ví dụ như có lúc thì mình quên, có lúc thì mình không có thì giờ làm á, thì các bạn nên thông cảm cho mình nha. Rồi xong rồi, rồi bây giờ là mình đang đi ra chợ mua làm cơm tối cho mấy đứa con. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Yay, 10.000 subscriber, cảm ơn. Vào chợ mình không biết mua cái thịt gì, mua đủ loại hết, thịt gà, thịt heo, thịt bò, ba loại thịt cho khỏi mất công về chọn lựa, về chưa quyết định nấu cái gì nữa. Bạn biết không, mình bán chiếc xe cũ cho một người quen đó, thì lúc đầu mình nghĩ cũng không biết nên bán không, tại vì mình bán rất là rẻ, mình bán cho người lạ thì nó dễ hơn, phải không? Khi mình bán rồi đó, mình giao kèo là ok, chịu giá rồi mua xe cũ rồi, là không có mua rồi trả tiền là không có complain, không có cằn nhằn cự nữ gì hết. Nhưng mình biết bán cho người quen thì thế nào cũng có chuyện. Xe cũ mà cái gì nó lâu lâu, mấy cái máy móc thì rất là tốt, phải không? Nhưng mà mấy cái electronics, mấy cái điện tử như khóa xe mà tự động này nọ rồi nó bị hư. Thì thường thường như mình chạy xe cũ, mình kể nó khỏi mất công sửa, mệt mà. Ở đây mỗi lần vô sửa nó tốn tiền công mắc lắm. Còn cái tiền gọi là tiền thoạt thì nó không bao nhiêu, nhưng mà đưa vô thợ nó dễ bùa dễ rắn hơi là mắc, phải không? Cho nên vậy mình không có sửa. Thì hôm nay ra mình gặp lại cái người mình bán chiếc xe thì nói chạy xe mới nói sao mà xe mấy cái cửa không có bấm tự động được. Mình nói thì tại vì xe cũ rồi, mình bán có 3.000 đồng bạc chiếc xe thôi, muốn xe tốt thì đâu có giá 3.000, đúng không? Bán quá rẻ luôn, còn muốn sửa bán đó thì đi đến đó mua part rồi cho nó sửa. Cái phiền phức là bán cho những người mình quen là vậy đó các bạn. Nhưng mà thôi kệ, cũng phải chịu, phải trả lời, nói mình nói mình bán 3.000 là quá rẻ rồi, còn gì nữa, nếu mà muốn hư này hư nọ nó không thích thì đi ra xem mình bỏ thêm một vài trăm sửa. Chiều mát rồi, đi bộ các bạn ơi. Hồi sáng mình có cơ hội lái xe, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, 10.000 subscriber. Yeah. Mình nói lảm nhảm gì giờ mình cũng không nhớ nữa. Anyway, bây giờ bữa nay trời rất là mát mẻ luôn. Trời còn nắng nhưng mà nó rất là mát, nên mình thừa cơ hội đi bộ. Rồi mình nhớ cái gì mình tám với các bạn cho vui vậy mà. Chờ lâu rồi mấy cái cây này nó vẫn chưa có thành bông hồng, không biết chừng bao lâu nữa. Nó mọc nụ ra rồi nhưng mà chưa có nở đẹp.
nhiều cây nó nở to lắm, nhưng mà chưa có đầy. Giờ bắt đầu mình đi nha các bạn. Bữa nay rất là dễ chịu, không có nóng. Mình tạm chào. Đi cũng được 15 phút. Đến nơi này thì có mấy con gà lôi đây các bạn. Mình chào nó đi. Đi qua đường tỉnh bơ. Yên lặng luôn, không có một tiếng động nữa. Nhiều người hỏi rất là nhiều về mấy con gà lôi này á. Nó là gà lôi hoang. Nó sống ở trên núi này nè. Rồi cái nó đi xuống ban ngày, nó đi xuống nó kiếm đồ ăn vậy đó. Dạng lắm, tại vì không ai bắt nó, rồi không ai quấy rầy nó, cho nên nó dạng lắm. Mình thì cũng thấy thích thú. Ôi trời, bên đây quá nguyên đám, một đàn luôn nè. Lẫn lộn ở trong mấy cái cây cỏ. Bạn thấy nó không? Đây cái đất nó rào lại là đây private property, là của người riêng tư đó, của riêng tư mà không được vào, vào là có chuyện. Và mấy con gà lôi này là nó sống hoang dã vậy đó, chứ không phải là ai nuôi hết á. À, người ta cũng có hỏi là nếu như mình bắt nó thì có bị phạt không? Thì ở đây là cái luật muốn săn bắn thì phải có xin phép, cái giấy gọi là giấy phép xin bắn, săn bắn. Nhưng mà nó cũng phải bắn, săn bắn tùy chỗ phải không? Như đây đó là rất ranh giới thành phố San Jose nó gần đây, cho nên đâu có được bắn súng ở đây được. Cho nên nói tóm lại là mấy con gà này không có được ai bắn hết đó. Thì mình cũng đâu cần thiết gì phải ăn uống mấy con gà này, con dai nhách nè. Thèm thì ra chợ mua mấy con gà lôi nông nông trại đó ăn. Mà ăn thịt nó thật á, ăn dở lắm. Đa số người Việt Nam không thích mấy con gà lôi, thích vịt quay hơn. Thưa có hỏi mình cũng trả lời vài câu luôn, khỏi mất công người ta hỏi tới luôn. Nhưng mà thật ra thì cũng hỏi hoài, tại vì nhiều người đâu có coi hết mấy cái clip đâu, phải không? Thì người ta cứ hỏi, mình có cơ hội trả lời thì mình trả lời. Nhìn xuống thành phố đây. Thành phố San Jose. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi đó, mà mặt trời còn rất là cao. Tại vì vẫn còn là hè, cộng lại với nước Mỹ ăn gian một giờ, là tại vì mỗi mùa xuân á họ đổi giờ tới một giờ, là đến mùa đông, mùa thu chứ, khoảng tháng 10, cuối tháng 10 á thì họ trở ngược lại một giờ nữa, cho nên cái giờ giấc cứ đổi đi tới đổi lui, đổi tới đổi lui hoài. À, nhiều người không quen thì rất là khó chịu, nhất là những người đi làm á. Thì khi mà mùa đông á, khi mà trở ngược lại một giờ á, thì họ phải ở lại trễ làm một thêm một tiếng, thức dậy trễ một tiếng. Nên mùa xuân thì nó đổi giờ lại, ngược lại thì phải đi làm sớm một tiếng, nhưng mà về sớm một tiếng. Ở đây là cái cuối của con đường này. Đứng này cho các bạn nhìn cảnh một chút xíu cho vui mà. Ô, bữa nay cũng trong đây, đây là San Jose đấy. Bữa nay nhìn thấy rõ quá chứ. Downtown San Jose. Để mình zoom in cho các bạn xem.
Cái máy này nhỏ quá cho nên zoom được như vậy thôi à. Cũng không thấy được bao nhiêu. Quay qua đây chút xíu. Mặt trời chiếu thẳng vào ống kính quá cho nên chắc cũng khó thấy. Ôi chói quá không được. Trời, chạy đụng một đàn gà loi. Sắp đi về rồi. Sắp hàng một đi về. Coi như ăn uống no nê rồi, bây giờ đi về ngủ. Tương đối nó cũng hơi nhát nhưng mà có lúc nó giãn lắm. Nó chảy. Để coi coi nó nhảy vô đâu. À, nó đi vô cái cửa đó. À, có mấy con bò đây các bạn ơi, mình tới cho các bạn xem nha. Ở trên đây họ để một chậu nước hàng chi. Mấy con bò nó xuống nó uống nước. Không phải có nước không, hay là dưới cái bóng cây mát cho nên mấy con bò nó xuống này. Bò này nuôi để ăn thịt. Ôi trời, to dễ sợ không? Trên cái lỗ tai con bò nào nó cũng có cái số. Thấy người ta tới đứng dậy này. Chó số mình đây. Mình đang phá quấy cái chỗ an lành của tụi nó. Nhìn cái cảnh đồi núi này mình thấy an lành không? Thôi đi về, chó sủa quá. Đấy, mấy con gà lôi nó sống trên núi này nè. Cùng với mấy con bò. Đây, một con gà lôi đang đi tới. Trung Hoa dễ ợt. Ok, thôi mình đi về bác ơi. Đi bộ ra đây cũng có cái thú vị được gặp mấy con gà lôi chút xíu. Thôi mình đi bộ về nha các bạn. Tạm chào. Đây mà một cái dấu vết của một chiếc xe bị cháy tan nát hết. Hôm nọ mình đi mình thấy nó còn nguyên cái xác xe, bây giờ người ta clean up rồi mà còn đầy dơ quá. Xe cũ quá rồi cái chạy không biết sao nó phật nó cháy lên. Đây là cái chùa họ đang cất đây này. Chùa Việt Nam đó. Dân Mỹ ở đây họ không thích cất chùa ngay chỗ người ta ở. Nhìn cái chỗ bị cháy xe này là mình nhớ hồi lúc vào Việt Nam đi Nha Trang. Thì ra bến xe miền Đông đó. Cũng 7-8 giờ tối rồi bắt đầu mới bắt đi. Mình nhớ đi thì lên xe thì cũng không đến nỗi mát mẻ tối rồi. Chạy chừng 15-20 phút cái bắt đầu tài xế với lơ bắt đầu ngồi súm nhau hút thuốc rồi mình thấy một chán nản rồi. Chỗ mình nằm ngay trên cái đầu của ông tài xế nữa. Cứ phà khói lên mình chịu hết nổi luôn.
Nhưng mà thôi mình không nói gì hết. Cuối cùng thì đến khoảng nửa đêm mà mình cũng chịu hết nổi, mình xuống mình khì khì mũi mình ấy. Bác tài làm bớt bớt hút thuốc lại giùm được không? Tôi ngủ không được tại cái mùi khói của anh thở bay lên trên cái giường. Tôi nằm ngay trên cái đầu giường này, chịu nổi. Hai mấy người nhìn mình giống như mày là cái thới gì mà dám theo nói tao rượu hút thuốc. Thôi mình cũng kệ thôi, nói xong họ hút thuốc tỉnh bơ không á, thua. Thì chạy nửa đêm cái thấy xe ngừng lại, hỏi giật mình thức dậy. Thật ra thì cũng ngủ không được, mơ mơ màng màng vậy. Thì có chiếc xe đậu mé đi từ Nha Trang đi về Sài Gòn, nó bị cháy phừng phừng. Bà con chạy ra ngoài hết, không ai bị thương tai nạn gì hết. Rồi cái một hai người bên xe đó của tài xế nào nói giờ phải đi lên, nhảy lên xe đây, đi về Nha Trang đặng sáng kêu xe khác hay gì đó đặng kéo xuống sửa hay gì, cháy nát hết trơn rồi còn gì nữa mà sửa biết nữa. Nay mình nhớ vậy đó. Mình không biết họ giải quyết cái vụ mấy người hành khách đang bị đi giữa đường rồi kẹt như đó làm sao. Thua không biết, không lẽ bỏ họ giữa đường vậy, tại vì xe rước có mấy người à, trên xe đã họ đã rước giường là nằm đầy hết rồi đó, mà còn phải khoảng chừng 5 người nằm ở dưới đất, cho nên là mình tởn luôn, không bao giờ dám đi mấy cái xe đò Việt Nam nữa. Hoặc là đi thì mình phải cũng kiểm tra lại, hỏi người ta hãng xe nào tốt mình đi, chứ còn cái hãng xe bữa nọ mình đi là quá tệ luôn. Vậy đó. Ngoài ra cái đó thì đến Nha Trang thì rất là đẹp. Mặc dù phổi thì đầy khói hết rồi, thở không nổi luôn. Nghe nói thì có nhiều hãng cũng rất là tốt, nhiều tài xế không hút thuốc mà phải coi họ bảo đảm là không hút thuốc, tài xế tốt này nọ này thì mình mua vé. Cái này tại mình đến bến xe mua đại, biết. Kinh nghiệm. Ok, mình về tới nhà rồi các bạn ơi. Mình xin chào nha. Again, mình cảm ơn các bạn nhiều đã ủng hộ mình. 10.000 subscribers. Gần đây sẽ đến 100.000 được cái nút bạc nha. Yeah. Như mơ. Ok, xin chào, bye bye.